Tại Olympic 2030 năm nay, trail là bộ môn mới được đưa vào thi đấu. Tuy nhiên, số lượng vận động viên đăng ký tham dự đã lên tới hơn 300 người. Thử thách của các vận động viên là phải vượt qua 10 km với cung đường rừng lầy lội. Năm nay, đơn vị tài trợ chính cho bộ môn trail là Homefony, cái tên quen thuộc tại các kỳ đại hội thể thao danh nhân Olympic 2030 nhiều năm qua. Tôi rất là bất ngờ, tại vì sáng sớm tinh mơ tại Thủ Đức, làng đại học như này mà chúng ta có thể quy tụ được tới gần 400 người. Và không gian mà ban tổ chức đã tạo ra, màu sắc, âm thanh và mới chỉ lần đầu tổ chức của môn trail, nhưng do tôi nghĩ rằng 2030 đã có rất nhiều kinh nghiệm làm các sự kiện thể thao, cho nên tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và sự ủng hộ của toàn bộ cộng đồng trail ở Việt Nam trong cái giải này. Sau khi tất cả các vận động viên đã về đích, ban tổ chức của hai bộ môn xe đạp địa hình MTB và trail đã tổ chức buổi lễ bế mạc và trao huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất. Mặc dù đều là những môn mới, song cả hai bộ môn này hứa hẹn sẽ là một trong những nội dung hấp dẫn và thu hút được nhiều người tham gia nhất trong các kỳ đại hội thể thao danh nhân sau này.